Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình nha. Xin nhắc lại số điện thoại đặt hàng là 0355 356 356 nha anh em. Có trên cái bảng nhỏ phía trước nha. Quy định mua máy thì anh em mua làm cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em mua làm cọc 100.000 Viettel nha. Nhắn cho mình họ tên địa chỉ cùng với cái máy cần mua thì mình sẽ ship hàng cho anh em. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng. Mình thì ship code toàn quốc nha. Anh em nào mà tin tưởng chịu khoản thanh thì mình bao ship. Đó. À, anh em mua nhiều máy bên mình rồi á thì cứ chịu khoản thanh thì mình bao ship cho anh em. Rồi không dài dòng nữa nha. Mình xin giới thiệu máy hôm nay luôn. Một con Xiaomi Redmi Note 3 nha anh em. Một con duy nhất. Con này màn hình 5.5 inch nha, RAM 332, pin 4000. Màn hình còn đẹp keng nha. Kính đẹp, lưng đẹp ha. Đó, chức năng hoạt động ok, full chức năng nha. RAM 332 nha anh em. Đây ok nha. Con này để em giá của nó là 1290 kèm sạc dán kính nha. Samsung A610 bản hàng nha. Con này cũng RAM 332 luôn anh em, màn hình 5.6, pin con này 3000. Máy ngoại hình còn ok luôn. Tầm 96-97 ha. Kính thì keng. Kính đầy dán cực lực rồi. Tất cả máy bán ra bên mình là có kèm sạc nha anh em, sạc và dán cực lực cho anh em đầy đủ hết nha. À, những anh em nào mà không thích sạc thì trừ ra 50.000. Trừ ra 50k. Đó. Mình báo giá là giá có sạc đàng hoàng chứ không phải là máy không nha, không phải máy trần nha anh em, máy có sạc. Đó, con này đẹp nha, RAM 332, chức năng hoạt động ok, bản hàng một sim nha anh em. Con này ra đây cho anh em giá của 1690 kèm sạc dán kính, máy nguyên zin nha, kèm sạc dán kính đàng hoàng lại cho anh em. Tiếp theo là một con Ri 737 bản hàng luôn, một sim. Con này màn hình 5.5 inch nha, RAM 332 luôn. Màn hình pin con này 3003. Máy đẹp 98 trở lên nha. Màu xanh xám. Đó, anh em quay kính đẹp, lưng đẹp. Máy full chức năng. Đó, wifi ok. Galaxy Wi 3. RAM 332. Máy rất là ok nha, em coi kỹ trước khi đặt mà hay đặt hàng nha anh em. Con này giá 1690 luôn, kèm sạc dán kính luôn cho anh em, sạc ship đầy đủ. À, mình có một con anh em S băng lóc là lên quốc tế rồi nè anh em, con này lên quốc tế rồi nha, giá siêu mềm. Đó, máy thì lưng sườn có xuất sắc nha, đó, xuất sắc này, nhưng mà kính đẹp nha. Đó, như này, 16GB quốc tế ha, này vân tay còn luôn nha, em coi nè. Mình đã phích luôn quốc tế rồi, anh em đừng có reset ha, xài thoải mái luôn. Reset thì anh em phải phích quốc tế lại ha. Này, sim bỏ sim vô là xài thôi. Anh em về khỏi phải ghép sim nữa đó, bỏ sim vô là lên sóng bình thường. Chức năng thì hoạt động ok, máy đẹp nha. Sức nhẹ không đáng kể đó, con này để anh em giá nó cực mềm luôn. 890.000 anh em, 890k. Anh em ad nha, bỏ sim vô xài nha. Tài khoản anh em về đăng nhập vô nha. Tiếp theo là một con Samsung A20 màu đỏ. Đó, nguyên zin nha. Lưng sau nhám do xẹp lưng này. RAM 332, màn hình 6.4, pin con này 4000. Đó, chức năng hoạt động ok. Màn zin vỏ zin. Máy nguyên thủy luôn. RAM 332 nha anh em. Màn hình 6.4, pin 4000. A20. Con này để em giá 2.3 nha. 2.3 triệu, kèm sạc dán cực lực cho anh em đầy đủ. Tiếp theo là con A21S nha. Máy riêng nguyên, đẹp kìa. Tầm 98 luôn. Con này pin 5000 nha anh em, to bò nha. Pin 5000, màn hình 5.5 inch ha, pin RAM 332. Kính đầy dán cực lực rồi, máy nguyên riêng. Đó, màn riêng vỏ riêng. Chức năng này cũng ok nha. A21S Samsung. Con này ra đi cho anh em giá 2.3 triệu. A21S sorry anh em, 2.8 triệu chứ, 2.8 triệu nha anh em. Sorry nha, mình tưởng con A20. A21S máy rất đẹp nha, kính camera keng luôn. Giá 2.8 triệu nha anh em. 2.8 triệu nha, kèm sạc dán kính nha. Mình còn có iPhone X này nè. iPhone X nguyên zin nha, vỏ đẹp, kính đẹp. Đã dán cực lực cho anh em rồi. Về chỉ việc bỏ sim vô là xài ha. Máy full chức năng. Pin 100. Pin con này thay keng cho anh em luôn.
vỏ màng nguyên riêng. Chức năng ok. iPhone X 64GB full chức năng, Face ID đầy đủ nha. Các kiểu là điếu nha nè. Vỏ đẹp, kính đẹp. 64GB. Con này để em giá 73 nha. 7.3 triệu nha nè. Máy nguyên riêng đẹp. Nói chung là sườn đẹp, vỏ đẹp, keo sao bèn luôn. 73 nha nè. Kèm sạc, dán kính cho anh em đầy đủ. Tiếp theo cho anh em là một con Oppo A83 này. Màn hình 5.7 nha, RAM 332, pin con này là 3180. Đó, con này đẹp ha, bán nội địa luôn. Màn sáng đẹp. Chức năng hoạt động ok. A83. Oppo A83. Màn sáng đẹp. Máy đẹp keng sờ beng luôn. Con này để em giá 1.5 triệu nha. 1.5 triệu ha. Kèm sạc, dán kính cường lực đầy đủ trước khi về máy. Anh em nào mà không lấy sạc nha, trừ ra 50 ngàn nha. Mình vẫn dán cường lực tặng cho anh em. Tiếp theo là con Ri 500. Máy Ri nha, vỏ xuất sắc, sườn xuất sắc, thêm 5 tháng sử dụng nè. Đó. Ri 5. Kính 12 cộng lông mèo. Bật luôn lên cho anh em coi. Màn ám đồ nha. Đó. Màn ám như clip nha. Máy màn Ri. Màn Super AMOLED nha. Máy của AMOLED thì xài lâu thì nguyên Ri màn thì nó phải ám nhẹ nha. Cái này thấy ám cái đồ người ta nè. Kèm sạc cho anh em đầy đủ ha, giá 690 nha anh em. 690k. Kèm sạc, anh em nào không lấy sạc thì còn 640 trừ sạc ra. Vẫn dán cái lực trước khi gửi máy cho anh em luôn. Và còn một con Ri 737 bản hàng nữa em, màu đen ha. Màu đen máy đẹp keng luôn. Kính cường lực đại dán luôn. Chức năng hoạt động ok nha. Ri 737 Galaxy Y3. RAM 332, màn hình 5.5 inch, pin 3.3. Con này là ngang giá con 6 chuột anh em. 1690. Giá 1690. Có sạc, có kính đầy đủ. Tiếp theo là con Ri 4 Plus đây nè. Màu đen. Trắc ban nhẹ trên gấp trên. Đó. Còn mình thấy lưng đẹp nha. Kính ok nha. Kính đại dán lực cho anh em rồi. Ri 4 Plus thì anh em biết rồi, cũng RAM 3. À, RAM 216 anh em, con RAM 216 ha, màn hình 6 inch. Pin 3.3. Chức năng hoạt động ok, full chức năng, nguyên Ri. Ri 4 Bluetooth anh em. Bóp lưng kèm theo cho anh em luôn. Cái này để đem Ri 4 Bluetooth. Giá 1.6 triệu anh em. 1.6 triệu nha. Mấy nguyên Ri nha. Tiếp theo là con Vivo i30. Vivo i30. Đây. Máy đẹp keng sờ beng luôn, màu xanh ngọc anh em. Nguyên Ri. Kính đẹp, lưng đẹp. 98-99%. Con này RAM 4 của nhớ 128 nha, màn hình 6.347, pin 5.000, pin 5.000, máy đẹp không phải chơi gì hết luôn. Đó, chức năng hoạt động ok, full Ri, i30, giá 2.9 triệu nha nè, kèm sạc dán kính 2.9 triệu. Rồi mình có con Ri 7 Pro này nè, Ri 7 Pro vỏ Ri nha, xuất sắc nhẹ nhẹ. À, xuất sắc nhìn nhẹ. Màn thay mới đại dán lực cho anh em rồi. Bật vô lại cho anh em coi. Ri 7 Pro màn sáng đẹp. Màn ok luôn anh em. Ri 7 Pro nha. Chức năng hoạt động ok luôn, màn thay cực đẹp luôn cho anh em. Con này ra đi cho anh em giá cực mềm luôn. Ri 7 Pro 1690 anh em. 1690 kèm sạc dán kính, có sạc đầy đủ trước khi gửi máy cho anh em. Tiếp theo là một con 6S 16GB, pin 100%. Pin thay mới, vỏ xuất sắc thêm 5 tháng nha. Kính thì đã dán lực cho anh em là màn Ri. 6S 16GB. Máy full. Con tay coi thử coi. Đúng rồi, con tay còn ok hết.
Đó, chức năng ok nha. 6S 16GB máy full pin 100, giá 1.8 triệu, giá 1.8 triệu nha anh em. Máy còn cũng ok. Tiếp theo là một con Samsung A30. Samsung A30 anh em. RAM 332, màn hình 6 inch 4, pin 4000. Con này nắp sau thay mới rồi. Nắp sau thay mới rồi. Đó, sườn thì có xuất sắc thay 5 tháng này. Đó, màn thì nguyên zin. Hoạt động còn ok nha anh em, máy nguyên zin. Thay nắp sau thôi. Còn pin vỏ màn là các kiểu ha. Con này để em giá 2550 nha anh em. A30. Tiếp theo là một con Samsung G530. Có thay mới keng xà beng luôn. Không có vật xước luôn. Kính đẹp nha anh em. G530 Samsung. Con này màn hình 5 inch. RAM 1 bộ nhớ 8 ha, pin 2006. Nó giống G532 là Ri2 Prime anh em. Đó, nhưng mà nó là cái bản RAM 1 8GB. Con này mát đẹp keng nha, 680 nha anh em. 680k. Đó, máy thì đẹp như clip mình quay. Tiếp theo là một em Oppo F1S vỏ thay mới keng. Màn hình 5.5 inch, RAM 332, pin 3075. Đó, vỏ này đẹp như clip mình quay nha. Con này nó đập vỏ này, có tải. Ok. Đó, màn sáng đẹp nha. Ok, chức năng full nha anh em. RAM 3, bộ nhớ 32. Ok nha, còn F1S để em giá 1350 kèm sạc giăng kính nha. Và mình còn một con Huawei này. Huawei Y9 full box nha, màn hình 6.5 inch, RAM 4, 64, pin 4000. Con này full box chất ốp lưng này. Rồi cáp sạc tai nghe đầy đủ hết ha. Máy đẹp, hàng thanh lý siêu thị ha. Đây. Màn nó bị vàng góc trên. Ám vàng góc trên đây một tí. Đó. Trong clip thì anh em cũng thấy rồi, dưới là trắng trên đây vàng sơn. Chức năng thì không ảnh hưởng ha. Hoạt động ok. Con này từ giá là 2 triệu, gần 2 triệu 9 cho anh em. Mình thanh lý cho anh em luôn, giá 1 triệu 8 thôi. Con này RAM 4, 64. Cấu hình mạnh nha. Anh em. RAM 4, bộ nhớ 64GB này. Đó. Chức năng không ảnh hưởng ha. Để anh em giá 1 triệu 8. 1 triệu 8 nha, máy full box mới keng sao beng luôn. Rồi. Clip này cũng xin tạm dừng tại đây. Chúc anh em có buổi sáng làm việc hiệu quả nha. Anh ấy chào cả nhà, hẹn anh em clip ngày mai.